ra cái hồn người nữa rồi. Mới có mấy ngày mà khô nó quắt quẹo. Tỉnh lại đi anh. Anh ơi, anh hãy tỉnh lại đi. Không tỉnh rồi. Yeah.
nàng đừng bỏ ta nữa nha. Nàng ơi, không không, ta yêu nàng lắm. Nàng, cho tôi ôm nàng một cái nào. Ok. Ôm cõi. Ôm ai? Nàng cháu rồi. Ôm ôm với ta nữa nha. Ôm quá rồi. Bây giờ nàng thông thuyền với ta nha. Ôi. Tôi nhớ anh nha, xuống đây nha. Sao tình nào đi đến cậu ạ? Ôi mẹ! 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 Lên thuyền! Mẹ! Chết rồi, mẹ! Đi lên thuyền rồi cậu ạ! Ôi! Kìa 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 kìa! Ôi mẹ! 5 năm! Ôi đợi đã 5 rồi! Rất đẹp, môi môi mà hơi lạnh. Ôi cậu ơi, hơi lạnh quá cậu ạ. Bàn mốc, bàn mốc, bàn mốc. Ôi trời ơi, bây giờ xuống mông rồi cậu ơi, xuống đến mông. Bây giờ chỉ còn cách cái tìm bằng được thân sắc Nhiên Khanh và đốt cho bằng hết. Ôi trời ơi, tìm sao được chứ. Nếu không, phải đưa anh ta về kinh gấp. Đúng rồi, tìm thầy pháp sư cao tay để chữa trị cho anh ấy. Đúng rồi cậu ạ. Thu tiền đâu?